Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại video của tôi ngày hôm nay. Và hôm nay thì tôi sẽ mang đến cho mọi người một cái phiên bản xe của GAT của Nga đấy. Đây là một cái phiên bản xe mà nói chung là sẽ có ít người quan tâm hơn so với cả những cái phiên bản là xe khách 17, 20 ghế và phiên bản xe tải van của Nga. Đây là cái phiên bản xe 19 chỗ. Thì cái phiên bản xe này thì thường thường ấy là cái người quan tâm chủ yếu đến thì đó là một là dùng để chở công nhân viên của công ty này, hai là dùng để làm xe buýt chạy này, thứ ba nữa đó là dùng để chở những cái tuyến cố định ấy, hay là khu du lịch sinh thái ấy, mà có những cái cảnh đẹp ấy thì sẽ lấy chiếc xe này để có thể là cho khách hàng vừa đi tham quan vừa ngắm cảnh. Đó là những cái khách hàng mà tôi đã từng được tiếp để mà mua cái sản phẩm xe GAT. Đối với cả dòng xe khách GAT này, nó vẫn sử dụng cái động cơ quen thuộc, đó là động cơ Cummins dung tích là 2.8, vẫn là cái thân vỏ được bảo hành tới 8 năm và lốp sau vẫn là lốp kép. Con này thì hiện tại trên thị trường đã có một vài cái đơn vị đã mua chiếc xe này để làm xe buýt chạy ở khu vực Hà Nội rất là nhiều rồi. Cụ thể đó là tiếng xe buýt Đông Anh chạy về Chương Mỹ này, chạy về Sơn Tây này, khá là nhiều, và một vài tuyến xe khác nữa, nhưng mà tôi không tiện nói lên ở video này. Thì mọi người để ý ngoài đường thì mọi người sẽ thấy chiếc xe nó giống như thế này. Đó thì đó chính là chiếc xe GAT 19 ghế. Và ngày hôm nay thì tôi sẽ quay qua một chút về ngoại thất cũng như là nội thất của chiếc xe GAT 19 ghế này để có thể là giới thiệu đến mọi người. Thì mọi người mà quan tâm thì có thể là liên hệ với tôi sẽ tư vấn kỹ hơn cho mọi người. Đó thì về ngoại thất, mọi người có thể thấy này, một cái form dáng thiết kế trông có vẻ nó khá là lạ mắt. Đấy, ở Việt Nam thì chưa có một chiếc xe nào được thiết kế theo cái phong cách nó hơi lạ lẫm một chút như này. Đó, nhưng mà thiết kế này thì sẽ tạo đến cho chúng ta một cái khoang cabin. Thứ nhất là một cái khoang cabin rất là rộng này. Thứ hai nữa là khi ở trong khoang cabin ấy, chúng ta sẽ có được một cái tầm nhìn, một cái view nó khá là rộng. Chúng ta có thể là quan sát phía ngoài đường này rất là kỹ, bởi vì là toàn bộ cái phần vách này nó đều là kính này. Đó, hầu như là bao trọn cái xe này nó sẽ là kính. Chúng ta có thể là vừa đi này, vừa ngắm cảnh này. Đó, rất là dễ dàng. Còn về hệ thống gương thì mọi người có thể thấy này, gương rất là to để chúng ta có thể là quan sát tốt nhất. Đó, còn vẻ bên ngoài này thì tôi theo những quan điểm của tôi thì xấu đẹp đó là do thẩm mỹ của mỗi người thôi. Đấy thì tôi sẽ mời mọi người đi lên cái khoang cabin là chính, cái khoang hành khách để chở khách hàng, để khi mà mọi người lên trên khoang cabin thì mọi người sẽ có một cái trải nghiệm như thế nào. Đấy thì để mà lên khoang cabin ấy thì con này nó được thiết kế giống như cái dạng xe buýt ở Việt Nam. Nó sẽ có hai cửa. Một đó là cái cửa phía đi lên này. Đó là cửa điện rồi nhá. Đó, còn khi xuống thì sao? Khi xuống thì chúng ta sẽ có một cái cửa phía bên dưới này. Đó là có hai cửa này. Còn mọi người hãy nghe tôi đóng phần cánh cửa lại nhá. Chắc lịch luôn, rất là chắc. Thân vỏ được bảo hành 8 năm cơ. Còn bên trên này đây, xin mọi người đi theo tôi. Bên trên của cái khoang hành khách này thì nó được đặt tổng cộng là 19 ghế cả bác tài. Đó. Còn đối với cả mọi người khi mà sử dụng chiếc xe này làm xe buýt chạy tuyến ấy, ví dụ là chạy tuyến như là tuyến Đông Anh rồi Chương Mỹ rồi Đông Anh rồi Ba Vì, đấy thì là những cái chuyến xe mà nó đã có rồi, thì mọi người có thể là thêm được cái số người đứng để có thể là nắm tay ở đây, thì có thể là chở được khoảng tầm 25 đến 30 người trên một chiếc xe này. Đó. Còn về các cái trang bị cơ bản thì mọi người có thể thấy này, là những cái trang bị an toàn thì đương nhiên nó sẽ có được trang bị đầy đủ, như là búa thoát hiểm này. Đó, để có thể là dùng trong những cái trường hợp sự cố nó xảy ra. Còn đối với cả đây, mọi người có thể nhìn thấy này, đây là những cái chiếc nút stop để làm sao, để mà khi ví dụ là khi nào ấy mà ai đến cái địa điểm mà muốn xuống ấy thì chúng ta chỉ cần bấm cái nút này thôi, chứ không chúng ta không trực tiếp phải báo cho bác tài. Khi chúng ta bấm cái nút này thì trên kia nó sẽ có một cái đèn, nó sẽ thông báo cho bác tài biết, và bác tài sẽ biết là có người đang muốn xuống xe. Đó thì bác tài sẽ ngay lập tức là mở cửa ra cho mọi người. Và mở cửa thì trên này nó cũng sẽ có một cái nút đây ạ. Đây nhá. Ví dụ tôi là bác tài, khi mà có người bấm nút báo hiệu là muốn xuống thì nó sẽ có một cái đèn cảnh báo trên này. Đó thì tôi sẽ biết và tôi sẽ bấm cái nút này này. Đấy, đóng cửa này. Và khi khách hàng xuống thì tôi sẽ mở ra, dừng lại cho mọi người xuống. Đó, xong xuôi thì tôi lại đóng lại. Đó, nó rất là thuận tiện rồi. Nhân tiện là tôi đang ở trên cái phần lái của bác tài, tôi sẽ giới thiệu luôn về tổng thể của trên cái phần lái này.
Thì thứ nhất là được trang bị đầy đủ các cái hệ thống cơ bản như là kính chỉnh điện này, vô lăng trợ lực lái này, điều hòa hai chiều. Và đặc biệt thì con này nó có điều hòa, nó không phải là chỉ có một dàn đâu nhá. Điều hòa của nó vẫn là điều hòa với hai dàn độc lập. Đây là điều hòa của cái khoang bên trên cho bác tài này. Đó. Còn khi mà chở hành khách chúng ta sẽ có thêm một cái dàn nữa ở đây. Đó. Và cái dàn dưới này thì nó sẽ có những cái khe điều hòa. Đây, mọi người có nhìn thấy này. Khe điều hòa này phả cả ngang này, cả dọc này. Hai bên nó đều có như vậy thì giúp chúng ta sẽ làm mát cho hành khách cực kỳ nhanh. Ngoài ra thì còn được lắp thêm những cái đèn đây. Khi mà chúng ta di chuyển vào trời tối này, muộn này hay là trời mưa ấy, mà trong này nó quá tối ấy, thì chúng ta có thể là bật đèn lên để lấy ánh sáng. Ở bên trên này thì cũng có những cái phần tay lắm này để chúng ta có thể là bám vào đây khi chúng ta di chuyển lên xuống được an toàn. Đó. Vì xe buýt thì thường thường là chúng ta sẽ phải dừng liên tục ở những cái chặng đường nhất định, những cái tuyến cố định nhất định ấy, thì chúng ta sẽ phải dừng. Đấy thì chúng ta sẽ có thể là di chuyển lên xuống nó được đảm bảo an toàn hơn. Còn về phần sàn này thì mọi người có thể thấy này, nó vẫn là sàn này nó là được nót một cái lớp da rồi, giả da rồi. Chúng ta có thể vệ sinh nó rất là dễ dàng, chỉ việc quét qua thôi nó sẽ sạch luôn, nó không bị bám mùi. Đấy. Còn phía đây chính là cái phần mà để ngăn cách giữa cái khoang hành khách này và bác tài, để bác tài có thể là tập trung lái xe mà không để bị mọi người gọi là tác động lại, tác động đến. Đó thì nó sẽ đảm bảo an toàn khi bác tài lái xe. Thì cái dòng sản phẩm xe Gas 19 chỗ này nó cũng là một cái dòng sản phẩm xe nó rất là lạ, chứ nó không mới nữa. Và đã có rất là nhiều những cái tuyến buýt mà sử dụng chiếc xe này rồi. Và cũng có một vài cái doanh nghiệp, đơn vị là sử dụng chiếc xe này để có thể là chở học sinh này, hoặc là sử dụng ở những cái khu du lịch sinh thái cho mọi người có thể là ngắm cảnh. Bởi vì là cái không gian này nó có thể ngắm được rất là nhiều. Đó. Và mọi người mà quan tâm về cái dòng sản phẩm xe này thì là mọi người hãy liên hệ với tôi thông qua số điện thoại để dưới góc màn hình. Và tôi cũng xin phép và báo qua giá của con này. Hiện tại con này giá xe nó đang là 750 triệu chưa tính chi phí đăng ký đăng kiểm. Đó thì mọi người mà cần tôi tư vấn thêm, mọi người hãy nhấn máy lên và liên hệ với tôi thông qua số điện thoại để dưới góc màn hình. Xin chào.